bằng tên biến của chúng ta là btn pre. Tôi sẽ copy lại cho nó chuẩn. Các bạn có thể thấy là màu của chúng ta lại trở lại màu xanh. Chào Việt Nam, chào mừng các bạn đến với bài học Angular Data Binding. Ở bài này chúng ta sẽ học về các kiểu binding dữ liệu trong Angular. Kiểu dữ liệu Angular Data Binding thứ nhất, One Way Binding. Ở bài hôm trước khi tạo mới project thì chúng ta cũng đã học một kiểu Data Binding, đấy là One Way Binding. Binding một chiều. Trong bài tiếp theo này chúng ta sẽ học các kiểu binding còn lại. Tôi sẽ chạy project lên. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Các bạn có thể thấy cách data binding thứ nhất trong Angular, đấy là dùng quạc nhọn để truyền tham số title của chúng ta từ file TS lên file HTML. Đây, title của chúng ta đây. Kiểu Angular Data Binding đầu tiên. Kiểu dữ liệu Angular Data Binding thứ hai, Property Binding. Tiếp đến, kiểu Angular Data Binding tiếp theo. Đấy là Property Binding. Chúng ta sẽ tạo ra thêm một biến mới có tên là Foot, kiểu là String. Và chúng ta sẽ khởi tạo giá trị là KFC. Tiếp đến ở file HTML thì ta sẽ comment đoạn gà KFC này lại và thêm một thẻ input. Tiếp đến thì ta sẽ gọi thuộc tính value và ở trong quặc vuông. Tiếp đến là tên biến của chúng ta là foot. Project của chúng ta build khá là lâu, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy là project của chúng ta đã build xong và chúng ta có thể thấy là KFC đã hiện lên rồi. Chúng ta đã binding dữ liệu thành công lên thuộc tính value của thẻ input. Angular Data Binding thứ 3, Event Binding. Chúng ta hãy cùng đến với Angular Data Binding tiếp theo, đấy là Event Binding, ràng buộc sự kiện. Thì tôi sẽ tạo một hàm thông báo ở trong file giao dịch.component.ts. Và chúng ta đơn giản sẽ chỉ là hiện thông báo thôi. Gọi hàm alert và hiện tag lên. Chúng ta sẽ cộng với foot. Đoạn này có vẻ đang bị lỗi. Chúng ta sẽ dùng this.foot là ok. Và ở chấm file chấm html thì ta sẽ gọi sự kiện click trong dấu ngoặc tròn. Bình thường ở JavaScript chúng ta sẽ dùng onClick, còn Angular chúng ta sẽ dùng click vào trong ngoặc tròn. Đấy, đã hiện thông báo, truyền cả tham số của chúng ta lên nữa. Chúng ta sẽ đổi KFC thành pizza và thử xem. Vẫn hiện KFC vì thuộc tính foot của chúng ta mới chỉ đang binding một chiều. Ở bài phần tiếp theo trong bài học này, chúng ta sẽ học kiểu Angular Data Binding Two-Way. Two-Way Binding, ràng buộc hai chiều. Angular Data Binding thứ tư, Attribute Binding. Chúng ta sẽ tạo ra một biến mới có tên là btn gạch dưới pre. Và chúng ta sẽ copy đoạn class button primary này vào, paste vào đây. Chúng ta không cần định nghĩa kiểu
Angular sẽ tự hiểu kiểu biến của chúng ta. Ok, ở trang HTML thì tôi sẽ thay đoạn này bằng cấu trúc Angular Data Binding của Attribute, và sẽ có cấu trúc như sau. À, để tôi refresh lại xem có bị mất thuộc tính như không. Chúng ta sẽ khai báo attribute.class trong cặp cặp ngoặc vuông bằng tên biến của chúng ta là btn pre. Tôi sẽ copy lại cho nó chuẩn. Các bạn có thể thấy là màu của chúng ta lại trở về màu xanh. Và class là một cấu trúc đặc biệt. Chúng ta bỏ attribute ở đầu thì một object của chúng ta vẫn nhận. Angular Data Binding cuối cùng, Two-Way Binding. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào two-way binding, kiểu dữ liệu cực kỳ hay ho trong bài học Angular Data Binding hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải khai báo thư viện for module ở trong file app.module.ts. Và chúng ta sẽ chọn đến Angular form. Tiếp đến thì chúng ta cũng cần khai báo ở phía dưới ở trong ng module của chúng ta. Ok. Tiếp đến ở đây thì chúng ta sẽ không dùng value nữa, mà chúng ta sẽ dùng từ khóa ng module, và chúng ta phải thêm hoặc cặp ngoặc ngoặc tròn ở trong ngoặc vuông. Đấy, các bạn thấy là đây là KFC. Bộ dây của chúng ta đã bị lỗi rồi. Không biết chúng ta sai ở đâu. Lỗi ở đây. Chúng ta thiếu một chữ S các bạn ạ. Như vậy là file của chúng ta đã lên rồi. Đã lên rồi. Chúng ta sẽ đổi thành pizza. Cũng hiện pizza luôn. Như vậy là đã thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.